Ok, đây là mẫu mạch lo kéo D3 HA862 có nguồn xung. Có nguồn xung là sao? Đây, nguồn xung nó chạy được điện 220 đây. Đây, ok chưa? Đây. Ok, thì trong cái video này mình sẽ nói một cái vấn đề về cái mạch lo kéo D3 có nguồn xung này mà mấy anh em thắc mắc. Đó là chính là cái dắt DC 15V 2A thì không sử dụng ha. Tại vì sao mình đã cắm điện 220 rồi. Nhưng mà tại vì sao vẫn có nó? Vì sao vẫn có nó? Để khi nguồn xung bị hư thì sao? Cắt bục dây đây. Rồi dùng adapter rời 15V 2A cắm vô vừa sạc vừa xài. Cơ chưa hấp dẫn chưa? Thấy không? Cơ động không? Xài hư. Ví dụ xài hư đi. Đánh lo nặng quá.